em trai cậu bé, đạp xe hơn 100 km, xuống Hà Nội, được đưa về nhà, vì không qua khỏi. Em trai của Vì quyết chiến. Cậu bé khiến nhiều người rớt nước mắt, khi đạp xe 103 km, từ Sơn La xuống Hà Nội, đã qua đời, vì bệnh tình trở nặng. Mới đây trên trang cá nhân, anh Đặng Như Quỳnh, người hỗ trợ và kêu gọi giúp đỡ, hoàn cảnh gia đình em Vì Văn Lực. Xúc động chia sẻ, phận con mỏng không níu giữ được, ở lại với nhân gian lâu hơn. Chúng tôi cố gắng làm nốt cho con. Việc cuối cùng có thể làm, là bố trí xe để con có thể về nhà mình, tại Mộc Châu Sơn La, thăm anh Vì quyết chiến. Ngắm nhìn ngôi nhà của con lần đầu, và cũng là lần cuối con nhé. Vì Văn Lực là em trai, của Vì quyết chiến, cậu bé khiến nhiều người xúc động. Khi đạp xe 103 km, từ Sơn La xuống Hà Nội thăm em. Theo phóng viên có được, hồ sơ bệnh án cho thấy, bé Lực bị tắc ruột. Lúc mới 2 ngày tuổi. Sau khi được phẫu thuật, bé lại bị chứng ruột ngắn, trên nền trẻ sinh thiếu tháng, cân nặng khi sinh là 1,9 kg. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, bé được xác định mắc chứng ứ mật và viêm phổi. Các y bác sĩ đã nỗ lực điều trị cho bé. Nhưng tình hình không khả quan. Vì vậy, gia đình đã xin đưa bé về nhà. Lúc 21 giờ, chiếc xe chở Lực về đến nhà. Em đã kịp gặp anh trai Chiến và gia đình lần cuối. Em đã kết thúc cõi tạm tại chính ngôi nhà thân yêu của mình. Sau khi chào ông bà, anh chị em và bà con làng xóm, anh Đặng Như Quỳnh chia sẻ. Trước đó, trưa 25 tháng 3, khi đi học về. Vì quyết chiến được ông nội kể chuyện, bố mẹ phải đưa em trai xuống, Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội điều trị. Nghe xong, Chiến đã lén lấy chiếc xe đạp hàng phanh, mà cậu vẫn đi học hàng ngày, đạp xe xuống Hà Nội thăm em. Dù không biết đường xuống Hà Nội, nhưng Chiến đã liều lĩnh, cứ thẳng đường lớn, vừa đi vừa hỏi. Đang nói chiếc xe của em không có phanh, nên mỗi khi xuống dốc, em phải dùng dép để giảm tốc độ, khiến đôi chân đau rát, dơ máu. Đến 18 giờ, ngày 25 tháng 3, Chiến đi được quãng đường khoảng 100 km, đến địa phận Hòa Bình, Chiến ngất lịm giữa đường vì mệt và đói. May sao Chiến được anh Lê Văn Tuyến, phụ xe của xe khách Bắc Sơn, chạy tuyến Hà Nội Sơn La giúp đỡ, và đưa về Hà Nội. Câu chuyện của Vì quyết chiến đã làm lay động rất nhiều người. Nhiều y bác sĩ, các mạnh thường quân đã ủng hộ cho gia đình, để chữa bệnh cho bé Lực. Chiếc xe tình thương cũng được đấu giá hơn 100 triệu đồng, và trao lại cho gia đình. Tuy nhiên, gia đình chỉ nhận chi phí điều trị cho bé Lực. Số tiền còn lại, gia đình ủng hộ cho những hoàn cảnh khó khăn khác. Dù rằng em Vì Văn Lực đã không thể ở lại cùng anh trai quyết chiến và gia đình, nhưng câu chuyện cảm động về tình cảm anh em, tấm lòng yêu thương lương thiện của hai cậu bé vẫn để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng mỗi người. Cháu nội hay ngoại đều phải quý như nhau, sau già yếu không nhờ chúng nó thì nhờ ai nữa. Hôm trước đưa đứa cháu nội đi ăn phở ở đầu ngõ, tôi thấy cô con dâu nhà hàng xóm cũng ngồi ăn. Cô ấy đang phàn nàn vì mẹ chồng cô ấy có kiểu sống phân biệt giữa cháu nội với cháu ngoại. Cô ấy bảo, ngày nào cháu cũng thấy bác đưa con bóng, cháu nội tôi, đi ăn sáng rồi đưa đi học. Nhà cháu đây rõ là cháu trai đích tôn mà chả thấy được bà nội chăm như thế bao giờ. Cô ấy còn bảo, mẹ chồng cháu có thể dậy từ rất sớm, đạp xe sang nhà con gái để đưa cháu ngoại đi học cho chị ấy đi làm. Vậy mà cháu nội ở cùng bà còn chưa đưa đi học được ngày nào. Nghĩ cũng buồn lắm, nhưng thôi kệ các cụ vậy, còn cháu thì cháu chăm. Thấy cô con dâu nhà hàng xóm nói vậy, tôi cũng trả lời là, nếu cháu cần bà ấy giúp thì cứ nói với mẹ chồng cháu một tiếng, sau đó bà giúp hay không thì tùy, vì mình đã có lời nhờ rồi. Chẳng riêng gì chuyện nhà hàng xóm trên, mà thật ra tôi thấy cái vấn đề quý cháu ngoại hơn cháu nội giờ nhiều lắm. Đơn cử như mấy bà hàng xóm gần nhà tôi đây, rõ là cháu nội ở cùng nhà, ăn cùng mâm, hàng ngày kể chuyện cho ông bà nghe, đấm bóp chân tay cho ông bà mỗi khi trái gió trở trời. Nói chung là nó quan tâm đến ông bà nhiều lắm. Thế mà trong lòng họ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cháu ngoại thôi. Lúc nào cũng cái suy nghĩ, con của con gái mình đẻ ra mới thực sự là cháu ruột mình. Còn cháu nội suy cho cùng cũng chỉ là con của con dâu, chẳng máu mủ ruột rà đẻ ra thôi. Tôi thấy những ai có cái suy nghĩ đó thật sự quá sai lầm luôn. Cá nhân tôi thì hoàn toàn ngược lại. Thứ nhất, cháu nội là người có trách nhiệm chăm lo hương khói, thờ cúng tổ tiên cho gia đình mình. Thứ hai,
Cháu ngoại sau lớn lên cũng phải lo việc bên đằng nội nhà nó, làm gì có nhiều thời gian để lo cho bên nội mình đâu. Trước giờ, dù thời đại có đổi thay đi chăng nữa, thì công việc phía nhà nội lúc nào chả được đặt lên hàng đầu. Đấy, chị nói đơn giản vậy thôi đã biết được cháu nào cần được quan tâm hơn, đúng không? Cháu nào cũng quan trọng cả, nhưng riêng cháu nội phải đặc biệt quan tâm hơn. Bởi sau này, chính cháu nội mới là người lo toan công việc gia đình, trách nhiệm của cháu nội nhiều hơn, thì tất nhiên được đặc biệt quan tâm cũng là lẽ bình thường thôi. Quan điểm của tôi trước giờ vẫn là con gái là con người ta, con dâu mới đúng là con nhà mình. Các cháu cũng vậy, cháu nội phải luôn được ưu tiên hơn cả. Nhưng không phải cứ quý cháu nội là mặc kệ cháu ngoại đâu. Cháu nào cũng phải yêu, phải quý, phải dành hết tình cảm và đặc biệt quan tâm đến cháu nội nhiều hơn chút. Còn cháu ngoại nhà mình đã có đằng nội nhà nó lo cho rồi. Như nhà tôi đây có hai cô con dâu, một cô con gái, ba cháu nội và hai cháu ngoại. Ai tôi cũng yêu cũng quý, nhưng lúc nào tôi cũng bảo các con các cháu: con dâu và cháu nội mẹ sẽ đặc biệt quan tâm hơn chút, các con phải thông cảm, vừng vì thế mà ghen tị lẫn nhau. Con gái tôi được cái hiểu chuyện nên lần nào cũng bảo: mẹ làm thế đúng lắm, bọn con chẳng trách cứ phàn nàn gì đâu. Thật ra thì thỉnh thoảng con gái tôi cũng có bì tị: nhiều khi con không phân biệt nổi con và chị dâu ai mới là con ruột của mẹ nữa. Cũng may mẹ chồng con cũng quý con hơn cả con gái, chứ không chắc con tủi thân chết mất. Nuôi hơn 20 năm rồi, giờ vẫn bắt mẹ phải chăm chút nữa sao? Đi lấy chồng rồi thì về mà than với mẹ chồng cô ấy. Tôi vẫn hay đùa thế mỗi khi con gái tôi than thở, so bì với hai chị dâu của nó vì được mẹ quan tâm hơn. Tôi cứ ví dụ đơn giản thế này cho dễ hình dung nè. Sau mình chết đi thì đứa nào sẽ chịu trách nhiệm thờ cúng hương khói cho mình? Chả là cháu nội chứ còn ai vào đây nữa. Chẳng nhẽ cháu ngoại nó rước mình về thờ cúng. Kể cả nó có hiếu như thế thì bên nội nhà nó cũng không bao giờ đồng ý đâu. Vậy nên cháu nào cũng quý cũng yêu, nhưng nên quan tâm cháu nội hơn. Sau già chả nhờ nó chứ nhờ ai được nữa. Mắc kẹt 10 năm trong cuộc hôn nhân, buồn vì chồng yếu mọi bề. Tôi mắc kẹt trong cuộc hôn nhân tẻ nhạt và có đôi phần khủng hoảng khi chồng không kiếm ra tiền, nhu nhược, nghe lời mẹ, ít quan tâm vợ con và còn mắc bệnh yếu sinh lý. Đến với nhau vì tình, sau đám cưới vẫn là mật ngọt trong căn hộ chung cư thuê. Chúng tôi chìm trong hạnh phúc suốt 2 năm, dù chuyện ấy không bao giờ khiến tôi thỏa mãn. Nhưng tôi không quá coi trọng việc đó, chỉ nghĩ rằng chúng tôi hợp nhau, vui vẻ bên nhau là được. Năm thứ 3 của hôn nhân, tôi sinh con, chúng tôi dọn về ở chung với gia đình chồng. Cũng kể từ đây, tôi mới phát hiện ra anh là một người đàn ông kém cỏi, nhu nhược. Trước đây khi chỉ có 2 đứa, tôi không hề nhận ra điều này. Khi bắt đầu vướng bận con cái, cần nhiều sự động viên giúp đỡ của chồng, tôi mới hoàn toàn thất vọng. Khi mới yêu, biết anh nghe lời mẹ, tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản là anh hiếu thuận là điều đáng quý. Thế nhưng bây giờ tôi mới biết nỗi khổ khi lấy phải người chồng không chịu lớn. Từ ngày sống chung với mẹ, mọi việc trong nhà anh đều nhất nhất nghe theo bà. Anh làm công việc hành chính đơn giản, thu nhập thấp, còn tôi làm công việc kinh doanh với cường độ cao, liên tục phải về muộn hay vắng nhà, nhưng mẹ anh thì luôn cho rằng tôi hư hỏng, ăn diện, không biết tiết kiệm. Anh cũng theo đó mà trách móc tôi. Mỗi lần chúng tôi cãi vã, mẹ anh đều giữ nhiệm vụ, thêm dầu vào lửa. Lửa càng cháy to thì bà càng vui mừng. Cũng chính vì cuộc sống rối ren như thế, cho nên chuyện tình cảm của tôi và chồng cũng phai nhạt dần. Trước đây, anh èo ụt chuyện ấy tôi vẫn chịu được vì chúng tôi bù đắp cho nhau bằng những niềm vui khác trong cuộc sống. Nhưng nay, ngay cả cuộc sống cũng không còn gì tốt đẹp với nhau, cho nên chuyện ấy lại biến thành cực hình với tôi. Anh đòi hỏi mà bị tôi từ chối hoặc lảng tránh là y như rằng bóng gió về việc tôi ăn diện để le ve bên ngoài, quan hệ lăng nhăng thỏa mãn rồi về coi chồng như cỏ rác. Một lần mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, tôi dọn sang phòng khác ngủ với con và bản thân cũng cảm thấy như thế dễ chịu hơn rất nhiều. Anh đã nói chuyện với tôi để giải quyết khúc mắc. Thế nhưng, vào ngày chúng tôi quan hệ trở lại, tôi vẫn thấy chồng chẳng khác nào cái máy làm việc ít công suất. Và điều khiến tôi hụt hẫng hơn tất cả là bây giờ xong việc anh lăn ra ngủ chứ không trò chuyện với tôi như trước. Tôi tìm mọi cách giúp anh cải thiện tình trạng này, từ món ăn đến khuyên bảo anh đi khám bác sĩ. Nhưng chính điều tôi làm lại khiến anh nổi khùng gây sự với tôi. Giờ đây khi nằm nhìn con ngủ, tôi thực sự rối bời.
Vì con muốn cho con một gia đình trọn vẹn, có cha có mẹ nên vẫn muốn tiếp tục cùng anh. Thế nhưng anh thật cho tôi cảm giác yếu về mọi mặt. Chính điều đó đã khiến tình yêu của tôi đối với anh dần trở nên nguội lạnh. Tôi thật sự thấy bế tắc trong cuộc hôn nhân mình đã cố gắng sống trong suốt 10 năm qua.